Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay là Sang phải phanh phui cái vụ này rõ cho cộng đồng mạng khổ mất công ý kiến với cọ. Thì Sang cũng xưa giờ làm việc rất là minh bạch, những gì anh em làm tốt Sang đều ghi nhận, những gì mấy anh em làm sai Sang đánh thẳng tay, không chừa bất kỳ một ai. Đi trên con đường thiện nguyện này phải dốc hết sức hết tâm, ngay kể cả bản thân của Sang bỏ hết tất cả làm ăn công việc, bao nhiêu công việc làm ăn của Sang Sang bỏ hết, không vì đồng tiền. Mục tiêu là để giúp bà con nghèo, cho nên trên con đường thiện nguyện này á không phải là dễ, mà cũng không phải là làm để mà xem hoa, cho nên làm là phải nó đầy đủ phẩm chất của con người làm thiện nguyện. Và ngày hôm nay Sang đưa ra quyết định trừ lương mỗi người 5 triệu đồng. Thì Sang hỏi ý kiến từng đứa một. Sang trừ lương từ con gái của Sang, điều hành ở chỗ họ thiện nguyện BDS, từ bé Đào trở xuống hết tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là Sang cho quý vị xem cái đoạn video này, Sang cư xử đúng hay sai, rồi quý vị cứ đưa lên và nhận cái ý kiến đóng góp, để nhằm mục tiêu giúp cho tất cả mấy anh em hoàn thiện tốt hơn trên con đường thiện nguyện này. Thật sự thấy sướng chứ không phải sướng, trong gai vô cùng, trong gai không thể nào mà tưởng tượng được. Nhưng vì cái chỗ trong gai đó, mấy anh em không bao giờ lơ là, dù chỉ là một ly. Ngày hôm nay sư phụ trừ lương hết tất cả mọi người, mỗi đứa 5 triệu đồng. Lấy cái tiền này sư phụ làm cái mục đích gì, lát sư phụ nói sau. Và cảm giác của từng đứa một nói cho tôi sư phụ biết. Sư phụ trừ lương 5 triệu đồng, dù lương ít hay lương nhiều cũng trừ 5 triệu đồng hết. Con nói đi. Dạ, sư phụ là con không biết là lý do. Lớn lên dạ, sư phụ là con không biết giờ hiện tại con không biết con là làm cái sai việc gì mà sư phụ trừ lương con 5 triệu. Nhưng nếu mà con có một lý do gì để sai mà sư phụ trừ lương thì con chấp nhận. Vì việc đó con làm sai là sư phụ trừ là đúng. Nên là trừ, con nghe trừ lương thì con cũng có một chút hoang mang với bàng hoàng, mà nhưng nếu mà con sai thì sư phụ trừ lương con chấp nhận. Rồi Đen. Dạ con không có gì hết sư phụ ơi, tại vì cũng như ban đầu con, trước khi con xin sư phụ đi theo con đường của sư phụ thì con cũng đã nói là con không có cần lương, thì sư phụ thì cho bao nhiêu thì con lấy bao nhiêu. Còn cái này sư phụ trừ 5 triệu dạ con không có gì. Anh Lèo. Dạ con cũng có gì phụ. Đó là cái cảm giác sau bị trừ 5 triệu. Dạ thì nếu mà con có sai trừ thì con cũng làm thiện nguyện, con không có gì phụ, không có tính tiền bạc gì, không tính. Còn như dạ. Nó lớn lên. Dạ thì con nói tiền bạc thì con không tính. Dạ có nhiều thì chủ yếu là giúp bà con nghèo. Dạ. Dạ thì con nghĩ chắc có sai gì đó sụ mới trừ thôi, chứ con cũng đang chờ sụ nói tội gì cũng hơi buồn. Bị trừ cũng hơi buồn đúng không? Dạ. Dạ thì trước giờ nói chung là sư phụ làm cái điều gì thì anh em cũng theo sư phụ hết. Thì anh em thì nói chung là tụi con cũng xa quê hương, hôm nay đi làm thuê làm mướn. Nhưng khi tụi con về đây làm với lại sư phụ thì con cũng biết sao sư phụ trừ 5 triệu của anh em. Thì tháng này nói chung là 5 triệu cũng không lớn mà cũng không nhỏ. Nhưng mà nếu như mà anh em sai chỗ nào thì sư phụ nhắc nhở chỉ anh em chỗ đó, lần này nếu lần sau mà có sai tái phạm thì sẽ trừ anh em 5 triệu. Chứ con nghĩ là 5 triệu là 5 tháng trọ thôi sư phụ. Con nghĩ là vậy, con đang ở trọ là con nghĩ 5 triệu là 5 tháng tiền trọ. Dạ đúng rồi. Quyên. Dạ thì bây giờ con có nó lớn rồi. Dạ thì bây giờ con có làm sai cái gì với sư phụ thì con chấp nhận trừ 5 triệu. Dạ.
cũng hơi buồn. Không buồn. Có buồn sổ. Có buồn. Không. Không buồn sao đâu. À, ngọng. Ngọng. Dạ, con cũng nói chung bị trừ lương thì cũng buồn, nhưng mà mình sai thì mình phải chịu phạt. Vậy thôi. Có khi cả lâm bữa nay nghe trừ lương. Dạ tại bình thường qua tám sang nhiều chuyện thì bị cà xíu, nhưng mà bình thường thì con không có bị cà. Phải không? Dạ. Vậy là mất 5 triệu rồi tỉnh rồi. Hả? Con vẫn cười mà sư phụ. Rồi ăn đi trên. Dạ, chào quý vị thì sư phụ thì luôn luôn là có lý do của sư phụ. Tụi em làm thiện nguyện thì cũng không có tính tiền lương bổng, không có trông chờ cái đó. Thì chủ yếu là cái tâm. Nói thật thì làm sai tới đâu rồi xử lý tới đó. Nhưng mà có cái nào có tiền nó mới nhớ dai được. Sư phụ làm cái nào thì cũng ủng hộ hết. Chắc chắn là có lý do kiện kiện của sư phụ. Mặc dù có sai không sai nhưng mà vẫn đang chờ câu trả lời. Dạ, để đang lắc xong coi xong tốt hay là xong xấu. Không biết chuyện gì mà bị trừ. Tôi cũng chưa biết chuyện gì bị trừ luôn. Đã nói ra. Dạ. Đã nói ra. Nó còn trọng luôn. Dạ. Dạ, cũng chưa biết chuyện gì bị trừ luôn. Nhưng mà cảm nhận như thế nào khi mà bị trừ, mình có buồn vui gì không? Em đang hoang mang, đang chờ kết quả. Đang hoang mang, cũng chưa có lời nên nên nói nên lời rồi. Chưa biết chuyện gì luôn. Anh bắt giới. Anh bắt giới. Thì nếu mà 5 triệu mà sư phụ bị sư phụ trừ, nếu mà 5 triệu đó đổi được bài học thì cũng không có gì để buồn. Cũng đáng à? Cũng đáng. Rồi, người điều hành. Con thì con nghĩ gì? Thật ra cuộc sống của mình có sao mình nói vậy, mình nói thật lòng. Mình sống thì con nói giống như là nếu mà nói được á, nói được thì làm được. Con học gì mà mình nói được thì mình làm được. Còn mình nói không được á thì giống như là coi như con ở đây, con nói bản thân con nói thật sự, nếu như con làm ở đây á, ở đây anh em mình đi làm ở đây đi theo sư phụ, vợ con ở nhà ở đây, tất cả mọi người ai cũng vậy hết, tụi con có vợ con nhưng con không, cũng không có điều kiện như anh em ở trọ ở thuê đó, thì con sao con nói như vậy. Còn anh em ví dụ như á, anh em như thế nào thì con không biết, nhưng con thì con nói là ở nhà vợ con thì nhiều lúc bỏ nửa đêm nửa hôm đi làm thì về, đem về làm lương thì vợ con mới vui. Riêng bản thân con đã mặc định sẵn là một nửa ở đây là phục vụ cho bà con, còn một khi nào có cơ hội có thời gian giống như những bữa mà chủ nhật thứ bảy cuối tuần con sắp xếp được tiếng 2 tiếng là con về con ăn chung một bữa cơm với gia đình với vợ con, là như đó thôi vợ con nó cũng vui rồi, con không có thể nào mà con bỏ gia đình con đi suốt được. Okay. Những gì con nói thật sự, những gì mà con nói rồi tất cả những gì mấy anh em cống hiến, không chỉ riêng sư phụ nhìn thấy mà tất cả mọi người khán giả trên mọi vùng miền, mọi lãnh thổ đều nhìn thấy cái việc mấy anh em cống hiến vất vả ra sao. Tại sao tôi nói cái từ đêm xuống là tất cả mọi người là giấc ngủ của mọi người, nhưng riêng mấy anh em của hội thiện nguyện BDS luôn luôn nào cũng xuyên màn đêm để mà nhằm mục tiêu hướng đến để phục vụ cho bà con nghèo. Sự hy sinh này nó lớn lắm. Cho nên bữa nay tôi muốn làm một cái bài test này. Mà bài test rất là bất ngờ với mấy anh em là tôi dùng cái từ mà tiền phạt thay cho cái tiền thưởng. Để từ đó tôi muốn nâng tầm mấy anh em lên, hoàn thiện về công việc và cũng như là hoàn thiện về cái tâm. Mấy anh em hiểu cái tâm không? Dạ. Chút xíu tôi đang nói hoàn thiện về cái tâm. Cái tâm là như thế này. Tại sao tôi dùng cái từ là hoàn thiện về cái tâm? Thực sự sư phụ cũng không có giỏi giang gì, nhưng mà những gì mà sư phụ đã nếm trải cay đắng nhiều rồi, cho nên sư phụ muốn hướng mấy đứa dù làm bất kỳ chuyện gì, chúng ta đặt cái tâm quyết vào cái công việc đó. Dù làm không đẹp, chúng ta đặt tâm quyết, chúng ta có được cái tâm của mình trên cái con đường đó, thì chúng ta có được cái ý chí kiên cường để chúng ta chỉnh sửa từng ly từng tí, để mà sau này
cái công việc đó nó sẽ hoàn thiện hơn. Từ đó tôi mới gọi là tập cho mấy anh em hiểu thêm về cái tâm. Từ cái công việc đó mà mấy anh em mà làm mà bằng cái tâm thì cái cách suy nghĩ và cái tư duy của mình nó cũng trở lấy từ tâm đem ra để mà suy nghĩ vào mọi việc, đánh giá vào mọi việc. Có thể là cái việc đó ta cảm thấy nó nặng nề, nhưng mà ta dùng cái tâm ta cư xử cái việc đó nó nhẹ lại chút xíu thì nó cũng ảnh hưởng do cái tâm tốt. Hiểu chưa? Giờ hiểu ra vấn đề chưa? Hiểu chưa? Hiểu nó lớn lên. Dạ, hiểu chưa? Cho nên dù có cái chuyện gì đi chăng nữa, có cực khổ, có gian nan, hoặc là mấy anh em làm chung, có một hai điều không thông với nhau, thì mấy anh em cũng phải dùng cái tâm để mở lòng ra, để chúng ta chan hòa hết mọi thứ ha, để làm sao cho mọi thứ nó cảm thấy nó nằm ở góc độ trung bình là đủ, không quá dặt đầy mà cũng không quá kẹt. Ta giống như cái món ăn ta đẩy vô cơ thể của mình, lấy cái điểm trung đạo làm đầu, không cảm thấy đói quá thì cho tập cho ta cảm thấy là không tham không thèm, mà chúng ta không cảm thấy quá no thì tập cho chúng ta không sinh không hận. Cho nên chúng ta phải lấy cái chuyện trung đạo làm đầu, cái gì nó cũng quân bình vừa đủ, không quá dương thừa, không quá đói, không quá no, thì mấy anh em sẽ dùng cái chữ trung đạo đó mấy anh em quán chiếu là bản thân, là sau này mấy anh em hoàn thiện rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay tôi làm cái bài test này nhằm mục đích gửi đến cho quý vị khán giả, để cho quý vị nhận định được mấy anh em họ thì mình đi test đang cống hiến như thế nào và làm việc ra sao. Còn những ai yêu quý, mấy anh em luôn tri ân và biết ơn đến tất cả mọi người. Còn những ai luôn ganh ghét, soi mói, chà đạp, chửi bới thì mấy anh em cầu nguyện cho những người đó sống tốt, sống khỏe để giảm đi cái nghiệp của những người đó. Chứ mấy anh em không hận, không hận. Một khi mấy anh em đã bước vào con đường này, mấy anh em làm đã chấp nhận mất hết tất cả, không có hận. Chỉ đổi lại là cái sự gì? Đổi lại là công việc đem được cái giá trị hạnh phúc cho cuộc đời người. Khi sinh ra và lớn lên, được làm người, được biết chia sẻ, được biết cống hiến, đó là hạnh phúc cho tất cả mấy anh em chúng tôi rồi. Cho nên mong quý vị khán giả xem cái đoạn video này, tất cả mọi người hãy cứ việc đóng góp ý kiến thẳng thắn, mấy anh em luôn luôn nằm sẵn sàng đón nhận. Đó là những gì Tám Lù Đạn luôn dìu dắt mấy anh em đệ tử của Tám Lù Đạn đi trên con đường này. Thì bây giờ sư phụ nói rồi, không có đứa nào có ý kiến gì không? Làm tốt có thưởng, làm sai phải cứ phạt. Em cũng chấp nhận làm ý. Nếu mà có ai sai thì sau này sư phụ cứ đưa ra hình thức phạt để cho nó phù hợp. Giỏi, có thưởng, có phạt. Giỏi. Thì nói chung, thật sự ra mấy đứa rất tốt, không có lỗi. Nói một từ là không có lỗi. Sư phụ hiểu hết. Nhưng mà sư phụ ít có nói. Nhiều khi la la dẫn dẫn mấy đứa ít có nói. Cho nên ngày hôm nay sư phụ muốn gom lại hết, sư phụ làm một cái bài test từ tiền phạt trở thành tiền thưởng. Rồi mấy anh em bây giờ sư phụ xử về có ép mấy anh em không? Trả lời coi. Đó là rồi. Mạnh tên nói rồi. Mạnh tên nói rồi. Tụi con có làm gì sai sót á thì sư phụ hãy dạy dỗ tụi con lại và chỉ bảo tụi con nhiều hơn để tụi con tốt hơn và phục vụ bà con nhiều hơn à. Rồi giỏi, cảm ơn con.
có nhiều ý kiến hết. Rồi cảm ơn xe 03. Rồi mang tên hai đứa nhà khỉ đâu rồi? Đang đang chỉ camera vô đó. Giờ sau là rốt cuộc nghe cái tin từ tiền phạt chuyển thành tiền thưởng sao, cảm giác sao? Dạ nói chung từ tiền phạt chuyển sang tiền thưởng thì anh em rồi giỏi. Rồi bây giờ sư phụ chỉ ngắn gọn, chúc bốn đứa xe 02, 03 thuận lộ bình an về nhà để lấy tiền. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ cười nhăn nhăn kìa. Rồi xe 03 nghe rõ chưa? Thuận lộ bình an về nhà lấy tiền. Rồi. Tiền thưởng có 47 từ gần đây hả? Rồi bây giờ lời cuối là lời cuối cùng, sư phụ cảm ơn tất cả mấy đứa rất nhiều đã cùng đồng hành với lại sư phụ để đem chia sẻ cái tình yêu thương này đến cho bà con nghèo. Và sư phụ cũng thay mặt cho tất cả mọi mấy đứa để cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả cũng như cô chú anh chị Mạnh Quân, và đặc biệt quý vị cô chú anh chị Mạnh Quân luôn đồng hành với đội hội thiện nguyện BDF cũng như là mấy anh em của Sang. Những cái món quà quý vị gửi về tặng cho mấy anh em, thực sự Sang ngồi ngẫm nghĩ mà muốn gớt nước mắt gì sao? Cái tình yêu thương của quý vị đối với mấy anh em quá lớn. Quý vị cho đi không bao giờ mà quý vị mà cảm thấy buồn nè. Những món quà của mấy cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng mấy anh em hội thiện nguyện BDF, thực sự Sang rất là xúc động. Thay lời cho mấy anh em cảm ơn và chân thành chân quý tất cả mọi người nhiều lắm. Qua đây bây giờ cái câu chuyện buồn trở thành một câu chuyện vui thì mấy đứa cảm giác như thế nào? Nói đi con. Vậy ý kiến của con là vậy, thì con làm luôn thì con lãnh được 5 triệu thì con nghĩ là tất cả mọi người trong đây làm cái việc gì thì nó cũng xứng đáng với cái mức lương của mình. Tại vì con làm việc cũng nhẹ hơn mấy anh. Mấy con là vì là con là sinh viên, vì con là sinh viên con còn càng trả kiểu như là cái mức như là phải là trả tiền trọ hoặc là tiền chi phí đi qua lại, con không có xin tiền gia đình, nên là khi thật lòng ra khi mà nghe sư phụ nói thì con hơi buồn. Nhưng mà nếu mà sai thì sư phụ trừ thì xứng đáng. Còn với mấy anh đây còn phải vun trả cho gia đình, còn vợ con ở nhà nữa. Và những lúc á kiểu như con thấy mấy anh, con chính ngồi tại bàn đây, vừa thấy mấy anh cực khổ, vừa thấy những cái hoàn cảnh nữa, mà nhưng con chỉ có 5 triệu mỗi tháng thôi. Con chỉ 5 triệu thôi. Con rất muốn số tiền của con có thể vun trả cho mấy anh, có thể chia sẻ với mấy anh, có thể chia sẻ cho những hoàn cảnh nữa. Cái đó là điều ước thật tâm của con. Nhưng mà con chỉ có 5 triệu thôi. Con đã ước ao một ngày nào đó nếu mà con thành công con sẽ còn hơn như vậy nữa. Còn những lúc mà được cô chú từ nước ngoài gửi tiền về á, ví dụ như á cho mấy anh nhiều con vui lắm. Nếu mà cô chú nào á kiểu như thương yêu mấy anh để muốn ủng hộ tinh thần cho mấy anh á, con cảm giác rất là vui luôn. Còn nếu mà những cái số tiền của chú mà gửi cho con á, con cũng để dành, con gửi về cho mẹ con. Còn một phần nào con nhúng nhúc, ví dụ như 50, 20, 100, nếu mà đủ gần như số tiền 1 triệu 500, con cũng gửi lại cho cô nhà á, là con gửi cô để ủng hộ tiền áo quan hay cái này kia. Đó là cái thành tâm của con, là con muốn như vậy. Nên là khi mà sư phụ nói trừ lương thì cũng nghe hơi buồn, mà sư phụ nói cho con thêm được tiền lương, con thấy vui lên. Vui gì sao, nếu mà như sư phụ thưởng cho con thì con ước nguyện được những cái gì cũng làm được. Ví dụ như con cũng ủng hộ được tí xíu cho bà con, ủng hộ tí xíu được cho mấy anh và gia đình con nữa. Nên là vừa vui vừa buồn. Giỏi. Thì sẵn đây này sư phụ nói luôn, sắp tới thì sư phụ không dám nói trước trời gì, nhưng mà sư phụ mong cái duyên lành này đến cho mấy anh em, để mấy anh em có phụ giúp vợ con gia đình. Vì mấy anh em còn khổ, còn thuê nhà ở, thì số anh em tài xế thì làm ở đây, cơm nước ngày ba cử, cà phê, cà pháo cho ăn cho ở đầy đủ. Còn riêng thì vợ con, gia đình riêng thì còn thuê, còn khó khăn. Cho nên nó cái việc này á là sư không có dám nói trước điều gì nhiều. Thì sắp tới nếu mà đủ nhân viên thì mỗi anh em được nhận thêm cái tiền trợ cấp trong số 11 anh em tài xế.
trợ cấp hàng tháng ngoài cái đồng tiền lương đó. Thì sau khi mà sư phụ đàm phán với người ta xong thì mấy anh em sẽ có tiền trợ cấp, nói chung cũng tương đối để mà trang trải cái chi phí lặt vặt linh tinh hàng tháng cho gia đình vợ con. Đó là cái này sư phụ báo tin vui. Nhưng mà vui hơn nữa khi sư phụ và với người ta thỏa thuận ký kết đầy đủ thì lúc đó là tin vui thật sự 100%. Còn cái thứ hai về hai đứa mà nhận lương thấp nhất ở trong nhóm hội thì bắt đầu tháng 5 sẽ tăng mỗi đứa 1 triệu đồng, cái thêm lên 6 triệu. Đó là những gì hôm nay là nhận tin vui được tiền thưởng, bé Thơm được lên lương, bé Đào được lên lương, hai đứa lương thấp nhất trong hội. Giờ còn bao nhiêu thì tất cả mọi người giữ nguyên. Thì sắp sửa thì nếu mà sự kiện kết nối được cái trợ cấp đó cho mấy anh em tài xế thì cái đó, cái gói đó là chỉ có trợ cấp cho mấy anh em tài xế thôi, chứ không có trợ cấp cho hết tất cả tình nguyện viên. Đó, cho nên thì hai đứa chị lương thấp nhất ở đây thì tụi sẽ tăng lương bắt đầu tháng 5. Đúng rồi. Nha. Bây giờ là điều vui không? Và quên nữa, còn là cái ba đứa Edith, nhớ nghe ông Đào, ba đứa Edith đều tăng lương theo dòng giống như mấy đứa này hết. Đó là năm đứa được tăng lương, ba đứa Edith nha. Đúng rồi, ba đứa Edith, video rồi bé Thơm, bé Đào, năm đứa. Còn nhiều tài xế là giữ nguyên, tại vì tài xế có cái trợ cấp riêng. Rồi mấy đứa thấy cái tin này vui không? Vui. Lên coi nhanh nhanh đi. Hả? Đúng rồi, sư phụ lòng không vui. Tại vì qua sư phụ trừ lên không hiểu nguyên nhân tại sao bị trừ luôn. Mấy đứa nhớ một câu cuối cùng sư phụ nói, lấy trung đạo làm đầu. Thì lát nữa bé Đào nói mẹ cho bố mượn lại tiền. Thì đây đây, nhờ bố còn đây nè, tiền của bố. Rồi bây giờ nói thì tôi sẽ thuận đưa tiền liền, tôi đã tính cái này rồi. Rồi mẹ thơm. Bây giờ tôi sẽ thuận liền. Mẹ cười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui. Cô thưởng 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô thưởng. Cái này ông ngoại chị Thiên lấy giùm cho tôi nha. Để ông ngoại chị Thiên còn mua cạc rồi nha. Tôi, ông lấy là ông đừng có về đội này. Nghe. 10 triệu. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đến đứa nào chạy bảnh nói cho sư phụ mượn 30 triệu, nói cô cho sư phụ mượn 30 triệu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây con cho mượn cho, con cho mượn cho. Để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ, cảm ơn sư phụ. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi của ông Vi tưởng là thưởng đều hết. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi Cà Lâm lấy tiền về mà Cà Lâm nữa là mày, tao đặt mày á. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đã hết liệu rồi. Anh Na của anh này, của anh này giữ đi. Anh phải lấy giữ cái 5 triệu này để phụ trả tiền điện thoại cho anh. Anh làm từ nào giờ không lấy lương, tốn tiền điện thoại đủ thứ cái. Một ngày là biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đi gọi lại. Thì tính ra là cái công việc của anh mỗi một ngày anh bỏ vô cái tiền túi tiền điện thoại tối thiểu là một ngày cả 100.000 tiền điện thoại chứ không phải chơi. Cho nên anh phải nhận cái 5 triệu này của em, đó là không phải mà em thưởng anh, nhưng mà là cho em phụ với anh cái tiền điện thoại này. Anh phải lấy 2, 3, 4
cưa cho bố 30 triệu đó anh. Cho bố ngọn hiên lát bố trả lại con. Tiền khẩu trang chưa cộng sổ nữa. Đây là Sang lấy tiền bán khẩu trang của Sang nha. Để mà Sang thưởng cho mấy anh em. Em là 10 triệu trước nè. Rồi Đạt lấy rồi, Quy lấy rồi, ai chan chưa đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi Vinh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vinh nè. Chào mọi người. Rồi Bắc Giới nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Cảm ơn chị. Bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu. Còn bé Đào. Có giấy lấy chưa? Trời ơi. Này của bé Đào. Cái này của bé Đào nè. Đúng là con dư á. Ủa ai một đếm giờ tiền. Tiền mua đưa. Đếm không nó coi nó đếm có bị dư luôn. Để qua kiểm lại cho tôi. Đưa 1 triệu đó đây. Rồi con đếm nó 4 triệu này của bắt đầu mà nó lại tiền chẳng ra đâu. Thank you sư phụ. Rồi ở đây đếm lại dùm sổ mấy đứa sáu triệu rồi. 60 triệu với 4 đứa tài xế kia 20 triệu nữa là 80 triệu. 80 triệu thì bé Đào một lát nữa còn mấy tình nguyện viên kia nó gửi tặng mỗi người 2 triệu. Đây là tiền thưởng gì biết không? Lễ 30/4 và 1/5 ngày lao động quốc tế lao động ngày quốc tế lao động ngày giỗ tổ thì là cái ngày tri ân những cái gì mà để lập quốc à. Tri ân những vị đó là những vị lập quốc. Ở đây tôi mượn cái ngày quốc tế mà tại sao tôi không đưa vào ngày quốc tế mà tôi đưa trước trùng khớp vào cái ngày giỗ tổ tri ân những người lập quốc thì tôi cũng tri ân lại mấy anh em đang cùng với tôi để mà giúp đời. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu ra được câu chuyện chưa? Nha. Mượn luôn cái ngày quốc tế sắp tới là cái ngày đó là cái ngày tất cả mọi người được nghỉ ngơi. Nhưng ngược lại mấy anh em tình nguyện viên lúc nào cũng làm bất kể giờ giấc không có ngày lễ. Cho nên ở mấy ngày đó mấy anh em cũng cùng với tôi đi giúp bà con không có ngày nghỉ. Tôi đem cái ngày đó đem dồn vô ngày hôm nay tôi tặng trước. Bé Đào coi tình nguyện viên lát nữa tặng mỗi người 2 triệu hết cho bố. Nha. Là ai với ai? Tình nguyện viên mà đi theo mình làm từ nào bây giờ đó. Hiểu không? Những người đó đó. À, bao nhiêu người là gom vô hết. Thì sơ sơ cái tiền thưởng là tôi thưởng cũng trên 100 triệu rồi. Trên 100. Thế con có thưởng không? Con lúc nào cũng nhiều nhất rồi. Rồi bây giờ qua đây thì mấy anh em hiểu ra câu chuyện chưa? Nha. Hiểu chưa? Rồi thì riêng về cái câu chuyện này thì nãy Sang cũng đã nói rồi, thay mặt cho tất cả mấy anh em tài xế, tình nguyện viên, thành viên của Hội Thiện Nguyện BDS luôn chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Rồi bây giờ lời nói cuối cùng của mấy đứa nói với quý vị khán giả cũng như là cô chú anh chị Mạnh Đình Quân đó đi. Nó chưa không à? Đi vòng đi, cái đi vòng đi. Dạ con muốn gửi lời của con đến quý vị Mạnh Thường Quân là con chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng sống an lạc và thân tâm an lạc với gia đình, lúc nào cũng hạnh phúc hết, và lúc nào cũng đừng quên theo dõi kênh của sư phụ con để động lực sư phụ con cùng tất cả anh em tài xế trên chuyến đường để có thêm tinh thần để giúp hơn được nhiều người nữa. Dạ con xin hết. Đi nơi với đi xin tôi đi.
Dạ, tôi xin chúc cô chú anh chị một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe ạ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn các quý cô chú anh chị và các mạnh thường quân. Con xin chân thành cảm ơn ngày có nhiều sức khỏe. Rồi. Dạ. À, thì điều hạnh phúc nhất của anh em là có được một vị thầy, một vị sư phụ. Những lúc sai trái lầm đường thì cũng có sư phụ để nhiều khi mình hỏi những cái việc đó để mà mình nhận thức được. Thì lúc đầu thì sư phụ nói trừ anh em 5 triệu á, thì nói chung là không biết thật hay giỡn. Nhưng mà chắc có lý do nào đó nên sư phụ nói như vậy. Thì sau khi từ câu chuyện buồn thành câu chuyện vui, thì sư phụ thưởng anh em 5 triệu vào ngày lễ. Thì trước mắt là con cảm ơn sư phụ và quý vị khán giả đồng hành cùng kênh hội Điện Nguyện BDS. Thay lời cảm ơn sư phụ, thay lời cảm ơn quý vị khán giả đã dành tình yêu thương đến cho anh em tài xế. Con cảm ơn tất cả quý vị khán giả và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng sư phụ con. Và mong là quý vị khán giả và mạnh thường quân lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ kênh họ thường nhận BDS. Dạ, con cảm ơn. Dạ, bé đàn chào quý vị khán giả. Thì con cũng xin chúc quý vị khán giả một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nói đàng hoàng, không có ngọng sợ lắm mà. Dạ, không sư phụ. Ở bên Tám Sen nhiều chuyện thì đi cà thôi, chứ qua này là hết cà rồi sư phụ. Thì con xin chúc quý vị khán giả thật dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Dạ, con xin cảm ơn. Em Medica xin kính chào quý vị. Đầu tiên lúc đầu sư phụ nói thì cũng bỡ ngỡ, nhưng mà sư phụ làm điều gì cũng có lý do như của sư phụ, và tụi em chưa bao giờ thắc mắc vấn đề đó. Bất ngờ sư phụ lại nói là tiền phạt thành tiền thưởng, thì tụi em cũng bất ngờ hết bất ngờ tới bất ngờ khác. Nói chung là cảm ơn sư phụ đã yêu mến tụi em. Từ khi mà theo sư phụ thì tụi em học được rất nhiều điều, rất có nhiều điều rất là hay. Thì cũng cảm ơn sư phụ, và sau đó cảm ơn quý vị mình thường quân khán giả luôn theo dõi kênh, luôn ủng hộ kênh. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào xin chào quý vị khán giả. Dạ, sư phụ anh em. Dạ, thôi sư phụ tình cảm ra. Dạ, tới chung là lúc đầu sư phụ nói trừ 5 triệu thì con chưa biết là con làm sai cái điều gì, nhưng mà sư phụ trừ thì nói chung thì có phạt thì có thưởng, làm tốt thì được thưởng, làm sai bị trừ. Nhưng mà mới qua chưa biết chuyện gì luôn mà bị trừ thì cũng hơi hoang mang. Dạ, thì khi mà sư phụ giải thích thì con đã hiểu. Dạ, thì sáng nay con cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Cảm ơn sư phụ đã làm cho tụi em quá bất ngờ. Thế giới cái nào vậy? Chào quý vị khán giả. Đầu tiên thì cho con là cảm ơn trước là sư phụ, sau là cũng như ông ngoại chị Tiên đã luôn hỗ trợ đứng sau lưng con như cùng với tất cả anh em tài xế. Tiếp theo nữa là con cũng cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân như trong nước và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng hội thiện nguyện BDS trong những tháng năm qua. Con cũng chỉ gửi lời chúc đến mạnh thường quân luôn được thật nhiều sức khỏe. Dạ, xin hết. Con người đứng đầu. Người đứng đầu chứ. Người đứng đầu. Người điều hành ra mọi người lại. Người đứng đầu khác rồi. Không, nhưng mà thật sự thì lời đầu tiên thì vẫn là phải cảm ơn quý mạnh thường quân là đã luôn đồng hành hỗ trợ và ủng hộ cho hội thiện nguyện BDS của tụi con. Và nói chung là bây giờ không biết nói gì hết. Tại vì bây giờ kiểu cảm xúc ở đây bị lẫn lộn quá. Hiểu. Dạ, con cũng cảm ơn, rất là cảm ơn là trước tiên là sư phụ, là tất cả quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thì hồi nãy con có một cái là sư phụ đang nói là con không có chen vô nói được, bây giờ như đây được mấy phút mấy giây nên tranh thủ nói luôn. Nãy sư phụ có cảm ơn mấy anh em, mà sự con nói thì giờ nói về cảm ơn giờ mấy anh em quý mạnh thường quân rồi bà con nghèo, cảm ơn sư phụ không hết nữa, lấy đâu mà sư phụ cảm ơn mấy anh em. Giờ không có sư phụ sao có mấy anh em, mà rồi không có sư phụ rồi sao có quý mạnh thường quân mà tiếp cận được người nghèo, mà không có sư phụ rồi người nghèo làm gì có được ngày hôm nay. Nói chung thì
con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Rồi, ông ngoại chị Tiên. Mình là ông ngoại chị Tiên. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong nước và ngoài nước đã cùng đồng hành với Hội Thiền Nguyện BDS của Tấm Sang. Và mình cũng là người đứng đầu xào ở trong cái nhóm của 10 anh em tài xế. Anh em mà thức đêm 2 giờ mình cũng phải thức 2 giờ, thức 3 giờ mình thức 3 giờ, anh em thức 1 giờ mình cũng thức 1 giờ. Tất cả những hoạt động của anh em là đều phải qua mình điều khiển hết và mình phỏng vấn những ca bệnh. Khi nào mình đồng ý, giấy tờ đầy đủ, hợp lệ, ok, lúc đó mình mới cho anh em lên đường. Qua đây thì tất cả những gì Mạnh Thường Quân đã đồng hành và hỗ trợ của Hội Thiền Nguyện BDS thì tất cả mình sẽ xin đại diện hết 10 anh em tài xế, 11 anh em tài xế. Rất là chân thành cảm ơn quý vị khán giả trong nước và ngoài nước đã cùng đồng hành theo dõi của Hội Thiền Nguyện BDS Tám Sang. Mình rất là cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Một lời chân tình và thật lòng xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Rồi, cảm ơn anh hai, cảm ơn tất cả mọi người đã có một cái tâm thái rất là sảng khoái, vui vẻ tiếp tục trên con đường thiện nguyện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở lần sau nha. Bye.